Trong buổi tập sáng nay 7 tháng 8, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thêm 5 sự bổ sung đáng giá. Đó là hậu vệ Nguyễn Văn Triệu, tiền vệ Nguyễn Đức Việt, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt của Hoàng Anh Gia Lai, hậu vệ Lê Văn Hà của Đà Nẵng và tiền đạo Nguyễn Minh Quang đến từ câu lạc bộ Bình Thuận. Trong số 5 cầu thủ nói trên, Nguyễn Văn Triệu, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Quốc Việt và Lê Văn Hà là những gương mặt đã được biết đến qua những đợt tập trung trước đây của U20 hoặc U23 Việt Nam. Trong khi đó, Nguyễn Minh Quang là nhân tố mới nhất được triệu tập. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của chân sút chủ lực đang khoác áo câu lạc bộ Bình Thuận, hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải hạng nhất quốc gia 2023 với 8 pha lập công tính cho đến thời điểm này. Như vậy, những khó khăn về lực lượng của U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 đang từng bước được tháo gỡ. Hiện tại, quân số tập luyện của U23 Việt Nam đã được tăng lên 22 cầu thủ. Những cầu thủ còn lại trong danh sách tập trung với những cái tên nổi bật như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Tùng, Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải sẽ lên hội quân trong những ngày tới, sau khi hoàn thành thi đấu tại câu lạc bộ theo kế hoạch đã thống nhất với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Theo kế hoạch, chiều ngày 10 tháng 8, U23 Việt Nam có trận đấu tập thứ 2 với câu lạc bộ U21 Hà Nội tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trước đó, ở trận đấu tập đầu tiên giữa hai đội hôm 5 tháng 8, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 với pha ghi bàn của Đăng Dương và Long Vũ. Thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn lên đường sang Thái Lan tập huấn vào ngày 14 tháng 8. Tại đây, toàn đội có trận giao hữu với U23 Bahrain vào ngày 15 tháng 8 trước khi chính thức bước vào giải đấu. Tại giải U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam nằm ở bảng C với Philippines và Lào. Bảng A có 4 đội gồm Thái Lan, Campuchia, Brunei, Myanmar. Bảng B có 3 đội Timor-Leste, Malaysia, Indonesia.